tiếp tục học tập. Và điều này nó là cái động lực để lên tiếp tục và thành lập chắc lọc. Nhân sau hai giao em ra của thầy Phát Tôn để chuyển thông báo hỏi cho thầy sĩ và cảm ơn. Dạ rồi, em tâm tự rồi nó hy vọng không làm anh gì đâu. Em hoàn thành. Dạ, thầy chị thôi, giờ này em cũng chồng em mệt. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ cảm ơn, bữa nay em hoàn thành tờ báo cáo tổng em được, bữa nay là mọi người dí em tới nái rồi chứ. Thân em chuẩn bị tâm lý em mệt mỏi quá. Dạ. Ủa giờ này là 8 giờ là trên bay ra rồi nãy. Dạ vâng ạ. Dạ. Em nói chuyện với mọi người là điều này em bất ngờ, vợ em giấu em tới bữa nay. Tắt nhạc luôn mọi người ơi. Mọi người ơi, tắt nhạc luôn mọi người ơi. Dạ cái này em nói thiệt. Làm vợ em là con Hương Giang, là xin lỗi bạn Hương Giang, ủa bạn thân Hương Giang của em. Là nói với em là anh ơi, chuẩn bị chấn động tam giới anh ơi. Là em nghe chấn động tam giới thì em biết, mà em biết là mỗi một lần vợ em mà nó nói chấn động là phải chấn động thiệt. Cái nết của em nói chấn động là nhiều khi còn giả, chứ con vợ em mà nó nói chấn động là thiệt. Là hôm qua em hồi hộp nãy giờ em, mà báo em đi mong xuống sớm để con vợ em đăng ngay. Là Nguyễn Cầm Nghị Duyên à. Dạ. Nhiều người chấn động nữa. Dạ đúng rồi, cái danh sách chấn động của em giữ là riêng. Mà danh sách chấn động của vợ em giữ là riêng. Hai vợ chồng không nói cho nhau biết. Dạ tại sợ cái mỏ hay mà tập mặt bữa nay lên thông báo nói ra hết là nó lộ. Dạ. Anh chấn động cỡ nào? Chấn động dữ dội chứ không vừa. Dạ. Tôi nghĩ rằng là bởi vì có thể cuộc thi năm nay thương hiệu này đã tạo được một cái lòng tin, một cái uy tín nhất định, và đặc biệt có thể cô gái ấy tham gia cuộc thi này không phải vì danh hiệu hay vương miện, mà cô ấy bị thuyết phục bởi sứ mệnh cộng đồng của chúng tôi đưa ra. Đối với chị Duyên, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã có đủ danh tiếng và địa vị ở trong nghề của mình để không cần thiết tham gia bất kỳ cuộc thi nào, mà cô ấy hoạt động hay gọi là mentor ở tất cả các thi. Nhưng nếu có một điều gì đó có thể khiến cho chị Duyên bị thuyết phục, ý nghĩa đó chính là ý nghĩa của cộng đồng, chứ không phải là cái gì đó. Theo anh thì anh đánh giá như thế nào về khóa học kỳ duyên? Tiến có nhiều cái kỷ niệm với kỳ duyên. Lần đầu tiên khi Tiến ngồi ghế nóng của chương trình thực tế là Hội Việt Nam năm 2018 thì Tiến làm giám khảo, kỳ duyên làm người viên, mình đến tận trong đó chúng tôi Hương Giang. Tiến thấy kỳ duyên là một người làm việc chuyên nghiệp, bài bản và đặc biệt là rất cá tính. À, có một lần Tiến nhớ là Tiến khuyên chí sinh về đi Vua Giang, xong là Kỳ Duyên xịt Tiến liền ngay trên sóng luôn. Mà xin lỗi Kỳ Duyên nha, hồi xưa là anh còn là dạng nhỏ người, ngây thơ, thờ dại, anh không xịt lại em chỉ còn nhầm cứ cái miệng của anh Ly, sao mẹ nói em chỗ đó là xịt lại em rồi. Và đặc biệt là Kỳ Duyên là một người rất tình cảm. Có nghĩa là trong những lần Tiến làm việc với những người bạn của Kỳ Duyên, ví dụ như là Tiến làm việc với Diệp Lâm Anh chẳng hạn, là ngồi kế Diệp Lâm Anh là Kỳ Duyên mua đồ ăn Diệp Lâm Anh là mua cho Tiến một tô luôn. Cho nên là anh gì cái tô cháo lòng mà nhiều thịt tóc của em, mà thực ra là anh có thịt rất tốt để em Kỳ Duyên ơi. Cho nên mọi lỗi lầm hồi xưa ở thời trình một Việt Nam xin xóa cho nhau nhé. Tôi nghĩ nếu mà tất cả mọi người nghĩ như vậy thì Tiến chúc mừng Kỳ Duyên, bởi vì Kỳ Duyên đã định vị được năng lực và khả năng chuyên môn của mình trong lòng khán giả thì khán giả mới nói điều đó. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái điểm đáng tự hào của Kỳ Duyên và đáng tự hào của Miss Universe Việt Nam 2024 khi mà có một thí sinh cực kỳ mạnh như Kỳ Duyên tham gia. Tiến chỉ biết nói là anh biết ơn em vì đã tham gia cuộc thi hôm nay, vì em đứng lên là nhà sản xuất của Kỳ Duyên. Cảm ơn Kỳ Duyên. Chắc chắn là có hiền gì, chắc chắn
thiên vị. Ví dụ mà khi thi xong hết cái ốp mái ra thì chắc chắn sẽ lợi đối diện với kỳ duyên nhiều hơn mấy bạn thí sinh khác, là chắc chắn là sẽ em tôn cháu lòng lại cho kỳ duyên ăn thiên vị là chắc chắn có. Dạ, em xin trả lời thẳng chứ không để mấy chị ngồi tò mò thắc mắc nữa. Nhưng mà giám khảo không phải công bình hơn em, cho nên là nếu em có thiên vị thì cũng không thay đổi kết quả gì được. Dạ, và cái nết của em vào đó giờ là cho dù hương ai cỡ nào, tới vợ của em là hương gian lên chuyện quốc tế, em tập nó bể đầu của gì kỳ duyên. Dạ. Tất cả những gì gần đây chị sẽ thấy nghĩ thì đang chia sẻ rồi, nghĩa là dẹp nhà mọi người đang bị hiểu lầm. Mọi người nói là đội làm cái hợp báo chỉ cái hoành tráng của bố cái miệng 24 triệu. Dạ em xin lỗi, trong cái nguồn kinh phí của em á, mà là hoa hậu là em có kinh phí tổ chức em một cuộc liên à, kinh phí giải thưởng cho hoa hậu em một cuộc liên là 2 tỷ tiền mặt rồi mọi người ơi. Dạ, rồi sau đó là gì, kinh phí dành cho cái dương miệng. Thì năm nay em đổi lại, em đặt hết trong dương miệng, em tách ra thêm một bộ phận sứ mệnh cộng đồng cho mọi người. Thì có nghĩa là bây giờ thay vì mình vừa kinh phí em dành cho dương miệng là 1 triệu đô, thì bây giờ cắt cái dương miệng 1.000 đô mà còn lại bao nhiêu kinh phí dương miệng em lấy của mình sứ mệnh cộng đồng hết. Đó là ý của em là vậy, chứ không phải là vậy. Còn cái kinh phí sản xuất của em thì em đã có cam kết về tiêu chuẩn chất lượng với tất cả các nhà tài trợ mà mọi người đã thương hiệu rồi, thì chắc chắn là em phải làm kiểu vốn về của em được trước bây giờ thôi. Dạ, cho nên là cái việc mà em làm vốn về của mặt sản xuất vẫn không đụng vô cái kinh phí mà em dành cho cái dương miệng các bạn. Nhưng mà dương miệng năm nay thay vì là đội trên đầu, em bắt mấy bạn phải xách trên tay mà đi làm giống như là động vật, xong đi làm động vật nguyên năm vậy đó mà. Dạ, là lương 2 tỷ là tiền giải thưởng rồi, thì chia ra đi làm động vật thì một tháng bao nhiêu tiền lương, 200 triệu. Ngon quá trời quá đắt là còn gì nữa. Có trộn hồi nữa thì con đang vui. Đang đâu? Hồi nữa đi lấy gì? Dạ, hồi nữa nha. Mày có dậy uống không? Tôi vui lắm. Hồi nữa nha. Rồi hồi nữa đi. Từ cái ngày mà em lên em trả lời phỏng vấn là chúng sanh thiên hạ trên mạng nói là một rào trong tiếng với dòng bé nên tôi yêu đại thái vì ai mà hỏi gì là trả lời hết. Thank you.